Ôi, cả người thầy đang nóng lên rồi kìa. Liền qua sát sẽ làm dịu lửa lòng đang cháy giùm thầy nha. Rất thương và thông cảm cho hoàn cảnh của con. Nhưng không ngờ sào huyệt trên núi đã bị hỏa thiêu, không còn một ai ở đó. Nghe đâu bọn cướp đã thanh toán lẫn nhau. Con gái và chồng con biệt vô âm tín, không biết còn... Bạch thầy, con không còn đủ thời gian để chuộc lại lỗi lầm của mình. Có cách nào, thầy có cách nào giúp con không? Vì con đã đi quá xa trên con đường. Con xin được vào trong chánh pháp của ngài, xuất gia cầu đạo, xa bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tính kiêu ỉnh Phật pháp cho Liên Hoa Sát. Giác ngộ nghiệp báo, giác ngộ mê lầm ngại chấp. Cái chữ nghĩa mà ở ngay trong tâm của mỗi người. Do đó, cần phải thực tập thiền quán minh sát. Mọi người. Thưa ni trưởng, con biết là mọi người sẽ đến, nên con đã chuẩn bị chu đáo.